Thẩm mỹ viện Xuân Hương, nơi gửi gắm niềm tin của phái đẹp. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, Thẩm mỹ viện Xuân Hương cùng đại diện đối tác Hàn Quốc đã ký kết thành công chương trình hợp tác chuyển giao công nghệ độc quyền mang tiêu chuẩn quốc tế. Cấy tế bào tươi NanoCell Vitan Express là một trong những công nghệ điều trị và trẻ hóa da mới nhất năm 2016 đang được ứng dụng tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương. Tế bào tươi với kích thước siêu nhỏ được cấy vào da trong tình trạng tươi 100%, dễ dàng thay thế các mô, tế bào già cỗi, kích thích sản sinh tế bào và sợi collagen mới, từ đó cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng cho làn da. Đây là những biện pháp làm đẹp tiên tiến nhất trên thế giới, không xâm lấn, không gây tổn thương, loại bỏ 98% tình trạng thâm nám, không phẫu thuật, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Công nghệ cấy tế bào tươi NanoCell Vitan Extras là liệu pháp toàn diện để cải thiện nám, nuôi dưỡng da đẹp mịn màng như tuổi đôi mươi. Thẩm mỹ viện Xuân Hương, nơi gửi gắm niềm tin của phái đẹp.